Người Mông Cổ xuất thân du mục, thường không định cư ở bất kỳ nơi nào quá lâu trên thảo nguyên. Các nghiên cứu lịch sử về đế quốc Mông Cổ chủ yếu do những quốc gia láng giềng ghi chép lại hoặc dựa vào những nơi đạo quân Mông Cổ từng chiếm đóng. Đế quốc Mông Cổ hùng mạnh gần như tàng hình đối với khảo cổ học vì chẳng để lại bất kỳ một dấu vết gì. Tuy nhiên khoảng 800 năm trước, đế quốc Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn chinh phạt hầu như toàn bộ châu Á. Thành Cát Tư Hãn với tầm nhìn chiến lược đã chọn nơi để người Mông Cổ xây dựng kinh đô của mình, đó là Karakorum. Karakorum hình thành vào khoảng năm 1220 khi Thành Cát Tư Hãn dựng lều trại ở nơi thung lũng sông Okhon tiếp giáp với vùng đồng cỏ bằng phẳng để chuẩn bị cho những cuộc chinh phạt của mình. Là một nhà lãnh đạo kỳ cựu với tầm nhìn tài ba, ông nhận thấy vị trí dựng lều có tầm quan trọng trong chiến lược. Karakorum từ một ngôi làng nhỏ dần trở thành nơi tập trung đông dân cư. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời năm 1227, con trai ông là Oa Khoát Đài cũng chọn nơi này làm kinh đô của đế quốc. Tại Karakorum, Oa Khoát Đài và những đại hãn tiếp tục xây dựng một cung điện tráng lệ để đón các sứ thần, thương nhân, thợ thủ công và lữ khách dọc theo con đường tơ lụa. Quá trình xây dựng bắt đầu ngay sau đó, tới 15 năm sau thì hoàn thiện dưới thời đại hãn Mông Kha. Karakorum là thành phố duy nhất do người Mông Cổ xây dựng, sử dụng nô lệ và các vật liệu thu thập từ bên ngoài. Người Mông Cổ bắt những người thợ tay nghề giỏi nhất ở Trung Á và đưa họ tới miền Trung Mông Cổ để xây dựng kinh đô. Karakorum chịu nhiều ảnh hưởng từ quá trình xây dựng đô thị của người Trung Quốc và các nền văn minh Trung Á kết hợp lại với nhau. Nhưng thành phố vẫn mang đặc trưng của người Mông Cổ. Karakorum được bao quanh bởi các bức tường, ở giữa xây dựng một cung điện hình chữ nhật được hỗ trợ bởi 64 cột gỗ đứng trên nền đá granite. Nhiều công trình đã được dựng nên, trong đó có những nhà thờ. Cung điện của Đại Hãn Mông Cổ được đặt ở phía nam, hướng tầm nhìn xa ra khỏi thành phố. Ở Trung Hoa, thì cung điện hoàng đế thường được xây ở trung tâm, nhưng với người Mông Cổ, khu vực trung tâm là nơi an táng người chết. Kể từ khi hoàn thiện vào năm 1235, cứ hai lần trong năm, Đại Hãn Mông Cổ tới ở tại Kinh Đô, mỗi lần không quá lâu. Một giáo sĩ phương Tây từng đến thăm thành phố này vào thế kỷ 13, đặc phái viên của vua Louis đệ 9 đã mô tả nó là một thành phố khép kín với 4 cổng. Thành phố phát triển mạnh và là nhà của các nghệ nhân, thương gia và tù nhân bị bắt từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên thành phố này vẫn khá trống với khoảng 40% diện tích bên trong các bức tường là không sử dụng. Điều này chứng tỏ cư dân nơi đây có nguồn gốc chủ yếu là người du mục. Họ không lưu lại thành phố một thời gian dài, vì vậy không cần phải xây dựng các khu dân cư lâu dài. Các nhà nghiên cứu đã giải thích như vậy. Ngay cả Oa Khoát Đài và Mông Kha cũng chỉ ở thành phố một thời gian ngắn mỗi năm, dù họ đã xây dựng cung điện và các ngôi nhà kiên cố. Những người lao động và thợ thủ công có thể là cư dân thường trú của thành phố này. Theo các nhà nghiên cứu, điểm đặc biệt của thành phố nằm ở chỗ nó không có một kiến trúc cố định và những cư dân lâu dài là những người được đưa từ nước ngoài vào. Mặc dù được giai cấp thống trị tạo ra, nhưng nó tách rời khỏi họ và xã hội Mông Cổ rộng lớn. Nó được sử dụng để thăm viếng thay vì chiếm đóng. Thành phố bị rơi vào tình trạng vô chủ vào thế kỷ 15, chỉ 200 năm sau khi được thành lập, do đế chế Mông Cổ đã chia thành các thực thể riêng biệt. Lý giải về việc Karakorum bị lãng quên, các nhà sử học cho biết nguyên nhân không phải là do kẻ thù cướp phá, bởi sau 4 đời đại hãn Mông Cổ tại Karakorum, Hốt Tất Liệt đã thống nhất Trung Hoa, lập ra nhà Nguyên, đặt kinh đô mới tại Đại Đô, nay là Bắc Kinh. Karakorum được cách xa Đại Đô, không còn được người Mông Cổ tập trung xây dựng và phát triển. Năm 1586, một tu viện Phật giáo được xây dựng ở Karakorum trên vùng đất cung điện xưa. Những khu vực ở xung quanh dần bị sa mạc và sinh vật hoang dã xâm lấn cho đến tận ngày nay. Năm 1889, vị trí chính xác của Karakorum được hai nhà đông phương học người Nga làm việc trong khu vực phát hiện. Rồi đến năm 1948-1949, tàn tích được khám phá bởi các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Họ đã khám phá ra cung điện và một phần của ngôi đền Phật giáo cuối thế kỷ 12 hoặc đầu thế kỷ 13. Khi qua đời, Thành Cát Tư Hãn không chọn thủ đô Karakorum là nơi đặt lăng mộ. Cho đến nay, giới khoa học vẫn mỏi mòn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ngôi mộ bí ẩn của Thành Cát Tư Hãn thực sự nằm ở đâu. Sau khi qua đời, ông yêu cầu được chôn cất bí mật. Tương truyền, đội quân đưa tang mang di hài của người thủ lĩnh tới nơi an nghỉ cuối cùng và điều khiển dàn ngựa hàng ngàn con để xóa bỏ toàn bộ dấu vết còn sót lại trên ngôi mộ. 800 năm kể từ khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, không một ai tìm thấy dấu tích về nơi ông đã nằm xuống. Những bí ẩn về ngôi mộ của vị hoàng đế này từ lâu đã trở thành mục tiêu tìm kiếm của các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu. Nếu lăng mộ được tìm thấy sẽ được coi là một phát hiện khảo cổ lớn của nhân loại. Qua đó, giới chuyên gia sẽ hiểu được nguyên nhân cái chết của ông,
Đồng thời nó sẽ mang ý nghĩa không nhỏ với đất nước Mông Cổ. Vậy nhà quân sư này được chôn cất ở đâu? Liệu ông còn sở hữu mộ phần hoành tráng như kim tự tháp được xây nên để phục vụ các pharaoh Ai Cập cổ đại? Hay lăng mộ chứa hàng nghìn chiến binh đất Nung và đồ tạo tác như hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc Tần Thủy Hoàng hay không? Câu trả lời là, đến nay, vị trí lăng mộ Thành Cát Tư Hãn vẫn chưa được tìm thấy, thậm chí vẫn sẽ là một bí ẩn trong một thời gian tới. Nhiều người dân Mông Cổ vẫn mong nơi yên nghỉ của vị vua này vẫn sẽ là một bí ẩn. Rất nhiều luồng ý kiến đưa ra về vấn đề này. Trong đó một khả năng, ông được chôn cất tại tỉnh Khenti, phía đông Mông Cổ, nơi ông ra đời. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Những nguồn tin đương thời hầu như không có thông tin gì về lăng mộ. Trong nghiên cứu được công bố năm 2021, không có tài liệu lịch sử hoặc khảo cổ nào mô tả về hình dáng của ngôi mộ. Các nhà khoa học đã dùng ảnh vệ tinh phục vụ việc tìm kiếm. Kết quả khảo sát cho ra một loạt các tàn tích, nhưng không thấy mộ của vị hoàng đế này xuất hiện. Trong Mông Cổ bí sử, một tài liệu cổ ghi chép ẩn danh của người Mông Cổ có niên đại sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời cũng không đề cập tới lăng mộ của ông. Tài liệu này chỉ nói rằng vào năm 1227, ông đã lên thiên đàng. Tuy nhiên, văn bản này có nhắc tới việc Thành Cát Tư Hãn đã rất chú ý đến Bukhan Khadun, một ngọn núi linh thiêng ở tỉnh Khentin. Thời nhỏ, ông từng dựa vào thế núi này để chạy trốn kẻ thù. Bởi vậy, nhiều học giả nghi ngờ ông được chôn cất tại đó. Nhưng tới nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa phát hiện được dấu tích khả nghi của ngôi mộ. Trước khi qua đời ở tuổi 67, Thành Cát Tư Hãn đang chỉ huy binh lính trong trận chiến chống lại các nhóm người tại khu vực thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc ngày nay. Khi đó thì người Mông Cổ không biết kỹ thuật ướp xác và có thể họ buộc phải chôn cất vị đại hãn vì không kịp đưa về Mông Cổ trước khi thi thể bị phân hủy. Vị trí này cách biên giới Mông Cổ hẳn 500 km. Có thể hài cốt và lăng mộ của ông vẫn nằm ở khu vực ở vùng Tây Bắc Trung Quốc, cụ thể là Ordos. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra. Tuy nhiên, việc lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn hiện đặt ở đâu vẫn là một câu hỏi lớn với giới khoa học. Và trong số những địa điểm nghi ngờ có lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn thì không có Karakorum, kinh đô một thời của đế quốc Mông Cổ rộng lớn. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về kinh đô bị lãng quên của Thành Cát Tư Hãn và liệu nơi này có lăng mộ của ông hay không. Đây vẫn là một bí ẩn. Và lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn vẫn là một đề tài lịch sử khiến các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học phải đau đầu trong suốt những năm tháng qua. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.